Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thay vì tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn, thì hôm nay tôi sẽ có một cái câu hỏi để trong các anh chị em trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ có những cái cao kiến như thế nào đối với mình đã cho đi rất là nhiều rồi, thì bây giờ mình nói với các bạn là trong trường hợp này mình vẫn có những cái ý kiến cá nhân, tuy nhiên rằng đây là cũng là một cái sân chơi, thì cũng rất là mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta như một cái luồng phản hồi. Ai đó đã từng xem khoảng 5-10 cái video của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và đây là câu hỏi mà chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta hỏi lại, nếu quý vị và các bạn cho có một cái gọi là tiếng Anh gọi là feedback á. Tôi có một cái câu hỏi như thế này: anh bảo với tôi rằng là anh ở lứa tuổi 50, mẹ anh vì một cái lý do cá nhân thì lấy ba anh, tuy nhiên rằng là bà lại không làm giấy khai sinh anh, mà bà đã lập một cái giấy khai sinh đứng tên một cái ông A bà B nào đó. Thì thực tế kể từ khi mà bà sinh anh ra thì anh vẫn sống với bà, tuy nhiên về mặt con thì vẫn là đứng tên của hai người A và người B, và người A người B đó thì anh hoàn toàn không biết. Bây giờ hiện tại rằng là cả ba mẹ trong giấy khai sinh và ba mẹ ruột của anh đều chết, thì các anh chị em tranh chấp về di sản thừa kế của mẹ để lại, và họ đã có một cái ý định là chừa cái tên anh ra vì cho rằng anh là không phải là con của mẹ. Thì anh một cái động tác là anh hỏi luật sư. Tôi cũng đã đưa cho anh ra những cái phương án A, phương án B và phương án C. Thông qua cái video lần này, tôi muốn hỏi đến là các anh chị em có những cái cao kiến gì. Có thể các anh chị em là thẩm phán, các anh chị em là luật sư, các anh chị em là những người làm công tác trong ngành tư pháp, để chúng ta đưa ra một cái câu trả lời. Vì tình ngay mà là lý gian. Vì nếu trong trường hợp anh là con của ba mẹ anh không vướng cái giấy khai sinh của tên ông A và bà B, hai người đó, thì chắc chắn mặc dù là không có giấy khai sinh nhưng tòa án vẫn công nhận một suất thừa kế từ mẹ anh. Tuy nhiên trong trường hợp này luật khó quá, chúng ta phải như thế nào? Thì tôi cho rằng là tôi muốn san sẻ cái video này đến quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn có những cái cao kiến cho tôi. Tôi vẫn từng bước trong cái bước cố gắng tìm cái sự chuyên môn trong cái ngành luật, cố gắng tìm những cái chi tiết có thể rằng đưa tới chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tuy nhiên bằng một cái kiến thức cá nhân thì khó có thể vận dụng được hết những cái quy định, những cái kinh nghiệm trong cái kiến thức hiện tại. Thì tôi kêu gọi những anh chị em, nếu trong trường hợp có những cái kiến thức về những cái lĩnh vực này thì hãy cho tôi một cái lời khuyên, và tôi tổng hợp lại và tôi đưa ra ý kiến đối với cái anh khách hàng tôi trong trường hợp này. Các bạn biết rồi, nếu trong trường hợp chúng ta là con ruột, chúng ta là con nuôi của mẹ chúng ta bằng giấy khai sinh, thì chúng ta đương nhiên đường hoàng nhận được một suất thừa kế. Tuy nhiên trong trường hợp này, anh này ảnh lại là con ruột đó, nhưng vì lý do cá nhân tại thời điểm chúng ta không hoàn toàn trách những cái bậc sinh thành, Tuy nhiên chúng ta có cái quyền chứng minh bằng cách nào đó: thưa tòa, tôi là con ruột của mẹ tôi. Thì anh có bảo với tôi rằng là anh có những cái lúc mà ba mẹ anh đã đứng ra làm lễ cưới cho anh và những lúc khác nữa. Tuy nhiên thì điều đó về mặt pháp luật chưa đủ để công nhận anh là con ruột của bà và được hưởng di sản thừa kế từ bà. Rất là vui khi đưa ra một cái câu hỏi, và cũng là một cái dịp để các bạn đã được trả lời trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Quý ông bà, cô bác và anh chị đã được luật sư ở chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta hỗ trợ, thì đây là một cái dịp để mà các anh chị, quý ông bà, cô bác và anh chị hỗ trợ lại cho chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Mong lắm những tấm lòng, mong lắm những cái kiến thức, có thể đúng, có thể sai, không quan trọng. Nhưng nếu trong trường hợp quý vị và các bạn cho tôi một cái lời khuyên về hữu ích, tôi sẽ rất cần những cái kiến thức của các bạn, các anh chị, quý ông bà, cô bác trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.